mọi công việc đã chuẩn bị xong. Đúng 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, tiếng súng tấn công bắt đầu. Tại Kim Lao, trước sức tấn công của bộ đội ta, quân địch đã chống trả rất quyết liệt. Với phương châm đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, nên chỉ sau 3 giờ đổ súng, quân ta đã làm chủ đồi Kim Lao. Tại đây đã chứng kiến gương hy sinh lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội tiến lên tiêu diệt đồn địch của anh hùng Phan Đình Giót. Ngày 14 tháng 3, quân ta tiếp tục tấn công đồi Độc Lập và giành thắng lợi. Quân địch càng hoang mang lo sợ. Ngày 17 tháng 3, quân địch ở Bàn Kéo phải kéo cờ trắng đầu hàng. Sau khi đã bị mất phân khu Bắc, ngày 17 tháng 3 năm 1954, địch thả dù tiếp viện cho mặt trận và thả bom chặn đường ta vào Điện Biên Phủ. Nava cho tăng thêm quân, phương tiện chiến tranh. Hàng trăm máy bay ngày đêm bắn phá vào các đường vào Điện Biên Phủ, nhất là đèo Pha Đin, Lũng Lô để chống sức tiến công của ta. Địch càng tăng cường lực lượng củng cố vào các cao điểm, nhất là ở phía đông như đồi A1, C1, E1, D1. Thực hiện phương châm đánh chắc tiến chắc, bộ đội ta không sợ hy sinh, tiếp tục đào hào dưới làn đạn bom pháo sáng của địch, bao vây các điểm cao của địch và phân khu Mường Thanh. Ngày 30 tháng 3, quân ta bắt đầu nổ súng mở đầu cho đợt thứ hai. Quân ta đã phát triển các trận địa tấn công, chia cắt địch, đánh chiếm các điểm cao ở phía Tây,
khống chế sân bay, triệt đường tiếp tế của địch. Sân bay không thể hoạt động được. Quân địch huy động thả dù tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Tình thế của địch hết sức khó khăn. Quân địch nằm trong tầm súng của bộ đội. Quân ta tổ chức bắn tỉa, làm cho lực lượng của chúng bị tiêu hao và hết sức hoang mang, lo sợ. Cuộc sống của chúng ở dưới hầm hết sức khó khăn. Về phía quân ta, trong những lúc nghỉ ngơi, chiến sĩ ta đã tổ chức sinh hoạt văn nghệ, vui vẻ đọc thư từ hậu phương gửi đến. Các tin tức về việc thực hiện cương lĩnh cải cách ruộng đất, giảm tô ở vùng tự do đã làm tăng thêm sức chiến đấu đối với bộ đội trên các trận địa. Điều kiện chăm sóc thương binh cũng đã được tăng cường. Trước nguy cơ quân Pháp bị tiêu diệt ở Điện Biên Phủ, Mỹ đưa một bộ phận hạm đội 7 vào Hạ Long, hòng can thiệp trực tiếp bằng quân sự, giải vây cho Điện Biên Phủ. Ở khắp các chiến trường, nhiều hoạt động phối hợp với Điện Biên Phủ được đẩy mạnh. Ở Nam Bộ đã diệt hàng nghìn đồn bốt, ở Trung Bộ đánh đèo An Khê, ở Bắc Bộ du kích đánh đường 5, tấn công sân bay Cát Bi Gia Lâm. Tất cả làm cho lực lượng địch càng bị phân tán, kìm chân và tiêu hao, tạo điều kiện cho Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Bộ đội ta tiếp tục tăng cường cho Điện Biên Phủ. Đến cuối đợt 2, quân địch chỉ còn chiếm các đồi A1, C2, còn tất cả các khu vực khác quân ta đã làm chủ. Đợt tấn công thứ 3 bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, nhằm vào các điểm cao còn lại và quân ta chuẩn bị cho đợt tổng công kích. 18 giờ ngày 6 tháng 5, tất cả các pháo của ta nhất loạt nổ súng, khối vọc phá nổ tung ở đồi A1, quân ta tiến lên tấn công. Ngày 7 tháng 5, quân ta tiếp tục tấn công vào trung tâm. Sau khi các vị trí ở căn cứ Mường Thanh bị tiêu diệt, bộ đội ta tiến lên đánh sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, cờ quyết chiến quyết thắng đã tung bay trên nóc hầm The Gatry. Toàn bộ tham mưu địch bị bắt. Khắp nơi quân Pháp kéo cờ ra hàng. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, hy sinh, quân ta đã toàn thắng,